Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc dao cạo râu của hãng Philips. Đây là chiếc dao cạo râu khá đặc biệt, đó là nó có thời gian sử dụng lên tới là 430 phút bằng pin, pin đi theo sẵn nhá. Và đặc biệt đây là pin này không sạc được, cũng không thay được, nên chúng ta sẽ dùng 430 phút xong là chúng ta sẽ vứt cái dao cạo râu này đi. Thế thì tại sao lại có điều vô lý như thế? Vì Philips họ tính toán rằng với 430 phút này, ví dụ mỗi lần các bạn cạo mất khoảng 2 phút đi, thì bạn sẽ cạo được khoảng 215 lần. Ví dụ 2 ngày các bạn cạo lần chẳng hạn thì các bạn sẽ dùng được hơn 1 năm, thì lúc đó cái lưỡi này đã bị hỏng rồi. Và việc thay lưỡi hay là sử dụng lại thì cũng rất là tốn kém. Và như thế thì người ta thay luôn cả cái cạo râu này cho tiện. Vì cái giá thành của cái dao cạo râu này cũng không quá đắt. Được bảo hành 2 năm chính hãng toàn cầu. Và thiết kế rất là nhỏ gọn. Sẽ rất tiện để cầm đi du lịch. Ở đây có cả chức năng khóa thì khi bạn cầm thì nó không tự chạy. Và đây là sản phẩm chính hãng được phân phối tại Việt Nam bởi công ty Philips, được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. Đóng gói thì chúng ta sẽ có một cái túi rất là đẹp để đựng dao cạo râu, rất nhiều sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành chính hãng, bảo hành 1 năm ạ. Và đây là chiếc dao cạo râu có khóa đàng hoàng đúng không ạ, có khóa kéo, rồi bên cạnh này là cái dụng cụ để bạn vệ sinh. Đây là chiếc dao cạo râu có mã S210, không sử dụng với nước ạ, không rửa được ạ, chỉ lau được thôi. Và cái đầu này các bạn muốn thay các bạn chỉ việc rút ra này. Đây chúng ta sẽ thay được cái đầu này. Đầu này có hai lưỡi cắt nên là khi các bạn cạo râu khá hiệu quả. Phần này các bạn cũng không rửa được nhá. Đây là phần bộ phận, đây là bộ phận truyền động lên hai cái lưỡi dao. Đây có ký hiệu khử khuẩn bằng bạc. Đây các bạn chỉ được tì này là sẽ sử dụng. Để bật ấy, thì các bạn sẽ gạt sang nút mở. Và sau đó bấm nút này là sẽ chạy để cạo râu. Ta sẽ chạy liên tục được 430 phút. Đấy, còn gạt sang đây để tắt sẽ không bấm được nữa. Cầm khá là vừa tay, thì không có sạc pin được nên chúng ta thấy xung quanh chẳng có lỗ gì cả. Dùng xong là bỏ đi thôi. Tất nhiên thì cái này bạn nào mà hiểu về kỹ thuật ấy, khi dùng xong chúng ta có thể tháo bên trong ra và thay viên pin trong này cũng được. Và đây là chiếc dao cạo râu đặc biệt nhất mà tôi biết, đó là không thay pin được và cũng không sạc được pin. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc dao cạo râu của Philips có mã là S210, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.